Di Linh xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay tiếp tục chương trình, Di Linh sẽ review 10 hiện tượng tâm linh bí ẩn xuất hiện ở trong một ngôi nhà. Rồi bây giờ Di Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn ngó thẳng vào màn hình nha. Cái video đầu tiên mà chúng ta xem ở đây, quý vị đang nhìn thấy có một em nhỏ đang ngồi chơi game và bỗng nhiên cái bóng đèn chớp 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 và có một cái thế lực vô hình nào đó đã kéo cái ghế mà em đang ngồi ở trên đó, kéo cái ghế thụt lùi về sau rất là mạnh, và cái em nhỏ này rất là hoảng hốt và bỏ thiết bị chơi game xuống. Em lập tức chạy ra khỏi căn phòng này. Quý vị thấy rõ ràng khi em nhỏ này chạy tới cái cửa thì cái cửa bỗng nhiên đóng cửa lại, không cho em nhỏ này rời khỏi căn phòng này. Em nhỏ này rất là hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra. Đây là lần đầu tiên em đã phát hiện cái vấn đề kỳ lạ ở trong ngôi nhà mình, mà trước đây em đã từng ngồi vị trí này chơi game rất nhiều, nhưng mà em chưa có bao giờ mà thấy được cái hình ảnh này xảy ra, nên hôm nay em gặp tình trạng này em rất là sợ sệt. Quý vị và các bạn xem đoạn clip này có cảm nghĩ như thế nào, xin vui lòng để lại comment phía dưới nhé. Chị Linh xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Số 2, quý vị đang nhìn thấy bối cảnh một người phụ nữ và một đứa trẻ nhỏ đang ngủ ở trong cái phòng ngủ. Quý vị nhìn kỹ ở bên góc trái của màn hình phía dưới, khi người phụ nữ này đang nằm ngủ thì bỗng nhiên cái thế lực vô hình nào đó lại nắm cái búi tóc của người phụ nữ này đùa giỡn. Và đến khi cái người phụ nữ này giật mình thức giấc dậy thì cái thế lực đó vẫn còn nắm cái búi tóc này vững vững. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ này phát hiện cái sự hiện diện của tâm linh, nên là người phụ nữ này cũng đang ngủ ngon giấc. Khi giật mình dậy thì người phụ nữ này cũng chưa biết chính xác mình đang gặp chuyện gì xảy ra. Khi người phụ nữ này giật mình dậy chút xíu thì cái búi tóc đó không còn động nữa, đồng nghĩa là sự tâm linh người ta đã rời đi hay gì đó. Quý vị và các bạn xem đoạn clip này có cảm nghĩ như thế nào, xin vui lòng để lại comment phía dưới nhé. Di Linh xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ Di Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn xem tiếp đoạn clip thứ ba nhé. Quý vị đang thấy là có một người phụ nữ đang làm việc ở dưới căn bếp của mình. Thì chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy xem tiếp. Quý vị nhìn kỹ ở bên đầu tủ lạnh. Khi mà Di Linh quan sát kỹ, Di Linh thấy một cái bịch gì đó ở trên đầu tủ lạnh nó rơi xuống. Mà trong lúc này, người phụ nữ đang nhặt những cái vật thể mà đã rớt từ trong cái bịch đó ra. Người phụ nữ này đang gom lại. Người phụ nữ này đang dọn dẹp. Khi mà người phụ nữ này ngẩng đầu lên và thấy cái thế lực vô hình đang đứng ở trong kẹt cửa, một cái bóng đen. Và người phụ nữ này đứng thình mấy giây, rồi người phụ nữ này tung những cái vật mà mình đã nhặt được khi lúc nãy nó rớt đó. Lúc này người phụ nữ này đã hoảng sợ và chạy ra khỏi căn phòng bếp này. Cái sự hiện diện tâm linh thể hiện lên một cái khung hình rất là bí ẩn. Khi người phụ nữ này rời khỏi căn nhà bếp thì cái thế lực vô hình đó cũng đã biến mất. Không biết là cô chú anh chị và các bạn xem đoạn clip này cảm nghĩ của quý vị như thế nào, xin vui lòng nêu lên ý kiến của mình để giúp lẫn nhau quý vị. Gia đình xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ gia đình xin mời toàn thể quý vị và các bạn xem đoạn clip thứ tư nhé. Ở đây quý vị thấy rõ ràng là cái gian bếp đó có một cái bàn, và ở trên gian bếp này có để một cái khay trứng hoặc gạo hoặc gì đó. Thì quý vị nhìn kỹ rõ ràng từng trứng nó đã rơi xuống dưới đất thật là bí ẩn. Khi vô tình em nhỏ này đi vào căn phòng bếp thì cái em nhỏ này thấy những trứng hoặc gạo nằm ở dưới đất, nên là em đứng lại đó vài giây em quan sát thử coi chuyện gì xảy ra. Thì tiếp tục lại một trứng hoặc gà khác nó bay xẹt qua xẹt lại ngay cái cửa lại trước mặt của cái em nhỏ này. Và em nhỏ này rất là hoảng hốt và bỏ chạy ngược trở ra phía ngoài. Bởi vì cái hiện tượng này rất là bí ẩn mà con người không thấy được ai là người làm, nên cái gì mà vô hình chúng ta luôn sợ sệt. Nếu cô chú anh chị và các bạn thấy đoạn clip này rất là bí ẩn hay là có cái ý kiến gì muốn đóng góp, xin vui lòng nêu lên ý kiến và để lại bình luận ở dưới nha quý vị. Di Linh xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ Di Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn xem đoạn clip thứ năm nhé. Ở đây quý vị đang nhìn thấy rõ ràng là cái cảnh tượng ba mẹ con đang chơi đùa ở trong một căn phòng ngủ. Ba mẹ con đang ngồi chơi bình thường,
Và ở bên góc phải màn hình, ở trên đầu của một cái cánh cửa đó, thì thấy có một thế lực vô hình nào từ trên chui xuống, giống như từ trên hình này chui xuống. Khi cái vật thể này xuất hiện ở đó, người phụ nữ này chưa phát hiện và chuyện gì xảy ra tiếp theo. Quý vị nhìn thấy rõ ràng ở bên cái góc phải màn hình ở bên dưới có một chiếc xe để mà cho em bé ngồi. Và trên chiếc xe này có một cái vật thể đồ chơi, chắc có lẽ là đồ chơi của em bé gì đó. Và không biết nguyên nhân như thế nào mà cái vật thể này tự nhiên bay cái sẹo xuống dưới đất mà ngay cái vị trí người mẹ này đang ngồi. Trong lúc này người mẹ đã ngạc nhiên và khom xuống để mà nhặt cái vật thể đó. Khi người phụ nữ này khom xuống nhặt cái vật thể đó xong, người phụ nữ này ngó lên. Trong lúc này người phụ nữ đã phát hiện cái vật thể lạ xuất hiện ở trên cái đầu trên của cái cánh cửa. Khi đó người phụ nữ đã lập tức bồng đứa con nhỏ lên và rời khỏi căn phòng này đi ra bên ngoài. Trong lúc này người mẹ đang đứng bên phía ở bên ngoài, cái người con trai của người phụ nữ này đang chuẩn bị rời ra khỏi căn phòng, thì bỗng nhiên cái căn phòng này nó đóng cửa lại một cái cạnh. Quý vị thấy em nhỏ này chạy tới cánh cửa thì bỗng nhiên có một cái vật gì nó bay cái sẹo vô cái em nhỏ này một cái. Và trong lúc này cái em nhỏ này đang lay quay để mà mở cánh cửa này ra, nhưng mà mở không được và em nó đóng cửa rất là nhiều. Chắc có lẽ là người mẹ từ bên ngoài để hỗ trợ mở cái cửa ra. Trong lúc đó thì ba mẹ con đã rời khỏi căn phòng đó mà đi ra ngoài. Quý vị và các bạn xem đoạn clip này có cảm nghĩ như thế nào, xin vui lòng để lại comment phía dưới nhé. Chị Linh xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ chị Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn xem đoạn clip thứ 6 nhé. Ở đây quý vị đang nhìn thấy rõ ràng có một người phụ nữ đang xếp một cái mền ở trong phòng ngủ của mình. Và kế bên người phụ nữ này có một em nhỏ. Và trước mặt người phụ nữ thì bỗng nhiên có xuất hiện một cái hộp mà người phụ nữ này đựng đồ hay là gì đó để ở trên đầu tủ, bỗng nhiên nó rơi xuống. Trong lúc này người phụ nữ tỏ ra cái sự giận dữ và có cái hành động dùng dằn, vị thấy rõ ràng. Và cái vị trí mà chỗ em bé nhỏ ở trên đó có một con gấu bông, và bây giờ cái con gấu bông này bắt đầu hoạt động bay lên bay xuống. Trong lúc này người phụ nữ không có hề hay biết là con gấu bông này nó đang đùa giỡn với đứa con nhỏ của mình. Trong lúc người phụ nữ đang khung xuống để nhặt những vật thể mà lúc nãy nó rơi xuống, thì bên đây cái con gấu bông nó đang đùa giỡn với con bé nhỏ này. Thì vị thấy rõ ràng là cái gối ở trên cái giường bắt đầu nó di chuyển sạt xuống ngay giữa giường. Đây có phải là sự hiện diện của tâm linh không quý vị? Theo Duy Linh nghĩ chắc chắn đây là có sự hiện diện của tâm linh do camera ghi hình lại được những cái hiện tượng này. Rồi chúng ta xem tiếp thử coi cái đoạn clip này còn gì nữa nha. Là thêm một cảnh tượng gây rợn nữa là quý vị thấy một cái gối màu vàng vàng lúc nãy ở trên cái đầu giường nó chạy xuống giữa giường. Rồi bây giờ nó chạy một phát một xuống trước mặt người phụ nữ luôn, đã rớt ở dưới cái nền nhà. Thật là hãi hùng trong cái cảnh tượng này. Trong lúc này chuyện gì xảy ra tiếp? Người phụ nữ này rất là giận dữ và lượm cái gối quăng lên trên cái giường thật là mạnh. Và cái gối này tiếp tục chạy ngược trở lại nữa. Người phụ nữ này tiếp tục quăng lên tiếp. Những gì mà chúng ta xem được trên đoạn clip này, cô chú anh chị và các bạn cảm nghĩ như thế nào? Cô chú anh chị và các bạn có ý kiến gì, xin vui lòng nêu lên ý nghĩ của mình để ở dưới bình luận nha quý vị. Duy Linh xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ Duy Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn xem hiện tượng thứ 7 xảy ra ở trong căn nhà này như thế nào nha. Ở đây quý vị đang nhận thấy có một căn phòng bếp của người phụ nữ này, và hiện tượng gì xảy ra? Quý vị thấy là cánh tủ tự nhiên mở ra đóng lại và một cái ca từ bên trong đó nó rơi ra, cái thứ hai rớt xuống. Trong lúc này hai mẹ con nghe tiếng động rơi rớt đồ rất là mạnh, và trong khi đó hai mẹ con đã chạy dồn dập tới một căn phòng bếp này để xem tình hình ở đây như thế nào. Và hai mẹ con đã chứng kiến rõ ràng những vật thể ở đây nó rớt xuống kẽ kẽ. Trong lúc này hai mẹ con của người phụ nữ này không dám tiến thẳng vào trong căn phòng bếp này, mà hai mẹ con sẽ rời đi khỏi căn phòng bếp này. Rồi bây giờ Duy Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn xem hiện tượng thứ 8 ở trong căn nhà này nha. Quý vị thấy rõ ràng ở đây có một căn phòng khách, có một em nhỏ đang nằm ngủ và đã đắp một cái chăn ở trên mình. Không biết là cái thế lực vô hình nào đó đã di chuyển cái tấm chăn này ra khỏi cơ thể của em nhỏ này. Mà
Trong lúc này em nhỏ này giật mình dậy và la lên rất nhiều, và rõ ràng là em sợ sệt, nhưng mà đây nó có một cái thế lực nào đó làm cho em bị đau lớn và em đang vùng dậy ở đây. Vì nhìn kỹ lần này nha, em ôm bụng và la lên rất nhiều và em không thể nào ngồi dậy được. Cuối cùng em đã lăn và rớt xuống dưới đất mà em đau bụng rất là nhiều. Trong lúc này người phụ nữ này là người mẹ trẻ đã chạy ra để xem tình hình con mình như thế nào. Bây giờ Duy Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn xem đoạn clip thứ 9 này sẽ ra như thế nào nha. Ở đây quý vị thấy trong một căn phòng bếp, người phụ nữ đang làm cái công việc gì đó. Khi người phụ nữ này lui cui ở bên góc trái màn hình thì ở ngoài cánh cửa kia xuất hiện một thế lực, một cái vật thể đen xì. Và người phụ nữ này quay đầu qua và nhìn thấy cái vật thể này, thì cái vật thể này tự nhiên biến mất rất là nhanh. Và người phụ nữ này cũng chưa đi ra mà đứng đây quan sát thử coi tình hình như thế nào, thì cái vật thể đó lại xuất hiện một lần nữa. Trong lúc này người phụ nữ này sợ sệt và dè lời ở phía sau hiện diện của tâm linh của một cái quan hồn nào đó mà đang đùa giỡn người phụ nữ này. Người phụ nữ này tiến thẳng ra ngoài cái cửa thì cái thế lực vô hình đó lại biến mất. Rồi bị cũng nhìn thấy rõ ràng, khi một người phụ nữ đang tìm kiếm cái thế lực đó thì bỗng nhiên một cái máy hút bụi từ đây băng xẹt qua, làm cho người phụ nữ này giật bắn mình. Rồi bây giờ Di Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn xem tiếp đoạn clip thứ 10 và chuyện gì tiếp theo. Look what happened when we were not home, wait for it. Khi chúng ta nhìn, trời ơi, vì thấy con dao trong tủ nó bay cái sẹo thật là ớn lạnh. Rồi xem tiếp thử coi, bay thêm một món nữa. Theo Di Linh nghĩ chắc trong cái thằng tủ này chứa đựng những con dao, vật thể gì mình cũng không biết, nó bay ra sẹo sẹo, mình cũng không nhìn thấy là những cái vật thể đó là cái gì ha. Và quý vị nhìn kỹ, nó có một cái ánh sáng chớp lé lên rồi mất. Rồi quý vị nhìn thấy là bên góc trái màn hình nó có nguyên một cái kệ chén, đũa, giá rồi đó, và ở đó nó khua lên rất là mạnh. Mình nhìn thấy là những cái đồ vật đó di chuyển rồi lật đổ xuống luôn. Quý vị thấy rõ ràng là mấy những cái giá, cái sạn đồ nó rơi xuống, thật là khủng khiếp. Khi mà chúng ta đang làm việc gì đó ở trong một căn phòng mà bỗng nhiên đồ vật ở trong phòng đó bắt đầu di chuyển hay là bay xèo xèo, theo Di Linh nghĩ là con người chúng ta mà người nào ở chỗ đó chắc bỏ chạy chứ không dám ở đó. Rồi nãy giờ Di Linh đã review 10 hiện tượng tâm linh rất là bí ẩn đã xảy ra ở trong ngôi nhà này. Đến đây đã hết rồi quý vị. Di Linh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã nhấn chút thời gian và xem hết video của mình nha. Xin chúc toàn thể quý vị và các bạn luôn luôn được bình an và thành công trong cuộc sống nha. Bye bye.